Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa thứ ba ngày 30 tháng 7 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Trước thêm Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029, sáng nay đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do ông Trần Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm chính đoàn cùng đại biểu dự đại hội đã dâng hương dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung và điện thờ tháp Trầm Hương thành phố Nha Trang. Tại nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh, hiến trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, đồng thời báo công trước anh linh các anh hùng liệt sĩ về thành quả, sự nỗ lực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong nhiệm kỳ 2019-2024. Nhiệm kỳ qua, các cấp Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ động sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, khẳng định được vai trò vị trí trong hệ thống chính trị. Các cấp Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ động tích cực đổi mới nội dung và phương thức vận động, tập hợp, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu, tích cực phòng chống dịch bệnh, lao động sản xuất phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, thực hiện dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Sau lễ viếng tại nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, các đại biểu đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại điện thờ tháp Trầm Hương Nha Trang. Sáng nay, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2024-2029 cũng đã tổ chức phiên làm việc thứ nhất với sự tham gia của 360 đại biểu chính thức đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, tôn giáo trong toàn tỉnh. Dự đại hội có ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch, tổ thư ký đại hội thông qua nội quy, quy chế đại hội, báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 11, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2024-2029, báo cáo tổng hợp ý kiến Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10. Ý kiến góp ý sửa đổi bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9. Đại hội cũng hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029, đồng thời thảo luận làm rõ hơn những kết quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên trên các mặt công tác. Trong đó, nhiều tham luận đã nêu rõ làm nổi bật những kết quả đạt được trong vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024, chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn. Trên cơ sở đó, xác định mục tiêu xây dựng chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029. Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Khánh Hòa đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Mặc dù đã đạt được một số kết quả khả quan, công tác này vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Lãnh đạo tỉnh trong buổi làm việc mới đây với các sở ngành, chủ đầu tư nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những vướng mắc cần giải quyết cho công tác giải ngân vốn đầu tư công. Năm 2024, tỉnh được chính phủ giao kế hoạch vốn hơn 8.269 tỷ đồng. Đến hết ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn được hơn 7.133 tỷ đồng, còn lại trên 1.135 tỷ đồng chưa phân bổ. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 của Khánh Hòa so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 20%. So với kế hoạch vốn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao thực tế, không tính nguồn trái phiếu chính quyền địa phương, tỷ lệ giải ngân đạt 22,3%. Nếu không tính vốn bố trí cho hai dự án quan trọng quốc gia, thì tỷ lệ giải ngân đạt 33,2%. So với tỷ lệ trung bình của cả nước 29,39%, toàn tỉnh có 18 đơn vị có mức giải ngân thấp hơn mức trung bình và 20 đơn vị có mức giải ngân cao hơn so với tỷ lệ chung của cả nước, trong đó huyện Diên Khánh đạt tỷ lệ 35,6%. Hiện nay thì đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, thì ngay từ đầu thì Ủy ban Nhân dân huyện cũng là đặt vấn đề đặt ra chỉ tiêu để cho các chủ đầu tư, nhưng mà trong đó là ban là những công trình lớn nhất của huyện, cho nên là thường xuyên nhắc nhở và ban rất là cố gắng trong công tác này. Thì cái quan trọng nhất là cái giải pháp của mình là vẫn là cái tuyên truyền nhân dân đồng thuận với các dự án để giao mặt bằng nhanh,
để thực hiện cái tiến độ. Cái thứ hai nữa là phải có cái kế hoạch và biện pháp thi công của các đơn vị thi công, nên kế hoạch lên cam kết thi công làm sao đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo được cái kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Nguyên nhân chính khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt thấp là do nguồn vốn trái phiếu chính quyền địa phương không phát hành được, tỉnh đang phải đề xuất điều chỉnh giảm thủ tục đầu tư, lập thẩm định phê duyệt thiết kế dự toán, lựa chọn nhà thầu chậm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của dự án. Việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng hiện nay gặp vướng mắc do công tác xác định giá đất cụ thể, tính bồi thường hỗ trợ tái định cư ở cấp huyện triển khai rất chậm. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung kiểm tra tình hình giải phóng mặt bằng tại các dự án và xây dựng phương án tính giá đất khi luật đất đai mới có hiệu lực. Đề nghị Bộ Quốc phòng tham mưu cho lãnh đạo tỉnh có cái quyết định thành lập các cái đoàn đi kiểm tra. Mục đích là cũng để kiểm tra cái công tác tổ chức triển khai xây dựng cái kế hoạch giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn theo những kết luận của Ủy ban dân tỉnh, và đồng thời là cũng thực hiện cái chỉ đạo của tỉnh ủy tại cái thông báo kết luận số 519 khẳng định về cái sự vào cuộc của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương, công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn của địa phương mình, để chúng ta có cái kiểm tra, rà soát đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với giải phóng mặt bằng. Cái đó là cái hiện nay đang là cái vấn đề lớn ảnh hưởng đến giải ngân. Đề nghị là tất cả các chủ đầu tư có cái nội dung vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng thì các đồng chí phải có một cái báo cáo ngay về cho Sở Tài nguyên Môi trường là cái quá trình đền bù như thế nào và tới thời điểm này như thế nào. Tôi cũng giao Sở Tài nguyên Môi trường là nắm lại tất cả cái vấn đề đền bù mặt bằng của các địa phương và tổng hợp rồi đề xuất cái việc tháo gỡ khó khăn cũng như là tiến độ triển khai sau ngày 1 tháng 8, có nghĩa là áp dụng theo pháp luật về đất đai mới. Trong 6 tháng cuối năm 2024, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường phối hợp để giải quyết các vướng mắc và giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đẩy mạnh giám sát, đôn đốc và kiểm tra tiến độ thực hiện đề án để kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh. Tỉnh cũng sẽ phân bổ lại nguồn vốn đầu tư từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng hoàn thành sớm. Với những nỗ lực này, Khánh Hòa kỳ vọng sẽ tăng được tỷ lệ giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư công, đảm bảo các dự án trọng điểm hoàn thành đúng tiến độ, góp phần vào sự phát triển bền vững kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng nay, khối thi đua Mầm non 1 thành phố Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm học 2023-2024, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác và phong trào thi đua năm học 2024-2025. Khối thi đua Mầm non 1 gồm 20 trường công lập trên địa bàn thành phố với 36 nhóm trẻ và 149 lớp mẫu giáo. Năm học 2023-2024, các đơn vị đã gắn việc triển khai các phong trào thi đua trọng tâm với nhiệm vụ chính trị của nhà trường, tăng cường tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo phong trào thi đua sâu rộng. Trong đó nổi bật là thực hiện cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý, dạy và học, phong trào thi đua xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm gắn với chủ đề xây dựng trường mầm non hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm. Các trường cũng đã quan tâm xây dựng và áp dụng các giải pháp đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Trong năm học vừa qua, 20 trường trong khối thi đua đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo bản giao ước thi đua đã ký kết. Cũng trong sáng nay, Thư viện tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ trao giải vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Khánh Hòa năm 2024. Cuộc thi được phát động từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024. Ban tổ chức nhận được 2.077 bài dự thi từ 104 trường học trong toàn tỉnh. Trong đó có 1.279 bài của học sinh tiểu học, 760 bài của học sinh trung học cơ sở, 38 bài của học sinh trung học phổ thông. Theo đánh giá, các bài viết dự thi năm nay thể hiện sự cảm thụ và phân tích khá sâu sắc các nội dung của đề thi. Tổng kết vòng sơ khảo, ban tổ chức trao giải thưởng cho 28 cá nhân, gồm 3 giải nhất, 6 giải nhì, 7 giải ba và 12 giải khuyến khích.
2 giải tập thể và 2 giải chuyên đề, đồng thời lựa chọn 6 bài thi xuất sắc nhất gửi tham dự vòng chung kết cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 do Bộ Văn hóa và Thể thao tổ chức tại Hà Nội. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động từ năm 2019. Tại Khánh Hòa, trải qua 6 lần tổ chức, số lượng thí sinh tham dự tăng mạnh theo mỗi năm, góp phần tạo sức lan tỏa cho cuộc thi, từ đó khơi dậy niềm đam mê, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách đối với thanh thiếu niên nhi đồng. Tối qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cách Sơn phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức hội thi giao lưu sáng kiến truyền thông giữa các mô hình địa chỉ an toàn trong thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em năm 2024. Tham gia hội thi có 8 đội với hơn 50 thành viên đến từ các tổ truyền thông cộng đồng trên địa bàn huyện. Các đội trải qua 3 phần thi dưới hình thức sân khấu hóa, gồm chào hỏi, thuyết trình và xử lý tình huống. Các phần thi phải thể hiện được nội dung về xóa bỏ định kiến giới, phòng chống bạo lực gia đình, các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, hậu quả của việc phân biệt định kiến giới, bạo lực gia đình, xây dựng nếp sống văn minh, v.v. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các đơn vị xuất sắc. Hội thi nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đây cũng là dịp để các tổ truyền thông cộng đồng trao đổi những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, xóa bỏ định kiến giới. Thực hiện dự án bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Cách Vĩnh đã tổ chức chương trình phục dân lễ cúng bến nước của dân tộc ED tại thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp. Lễ cúng bến nước là một trong những nghi thức truyền thống lâu đời của đồng bào ED. Xuất phát từ quan niệm đa thần, vạn vật hữu linh, đồng bào ED cho rằng mọi mặt đều có thần linh ngự trị, như lúa mì có thần lúa, cây thì có thần cây, bến nước có thần nước. Hàng năm, bà con đồng bào ED thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp thường tổ chức lễ cúng bến nước nhằm tạ ơn thần nước đã đem lại may mắn trong năm cũ và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi tốt tươi, cầu thần nước mang lại nước sạch và sức khỏe cho người dân trong làng. Thông qua chương trình khôi phục nghi lễ truyền thống của dân tộc ED nhằm bảo tồn, gìn giữ những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là giới trẻ đồng bào dân tộc ED biết và tiếp tục duy trì, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, quảng bá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn huyện, từ đó thu hút du khách, các doanh nghiệp du lịch đầu tư vào phát triển du lịch huyện Khánh Vĩnh. Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận tiền hỗ trợ kinh phí đối ứng xây dựng nhà cho người nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở và học bổng cho học sinh người dân tộc thiểu số vượt khó trong học tập năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Cách Vĩnh. Cụ thể, nhóm Tấm lòng Nhà Trang đã trao tặng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh 146 triệu đồng. Từ nguồn tiền này, Hội sẽ hỗ trợ tiền đối ứng 4 căn nhà cho người nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nằm trong danh sách được xây mới nhà sắp tới của huyện Cách Vĩnh, mức hỗ trợ 20 triệu đồng mỗi căn, hỗ trợ 15 địa chỉ nhân đạo và trao 128 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi năm học 2023-2024. Từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động và xây dựng được 28 căn nhà chữ thập đỏ cho hộ nghèo và hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trong tỉnh. Từ nay đến cuối năm, Hội tiếp tục vận động và hỗ trợ xây dựng thêm nhà mới cho các hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Chiều qua, Ban chỉ đạo cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường Sĩ quan Thông tin, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Khánh Hòa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Cao Văn Cảnh là đồng bào dân tộc thuộc hộ nghèo tại thôn A Xây, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh. Sau 2 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành với diện tích hơn 60m², tổng kinh phí 130 triệu đồng. Trong đó, Ban chỉ đạo cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Khánh Hòa 10 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 nhằm tạo điều kiện giúp đỡ các hộ đồng bào nghèo vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế gia đình và ổn định cuộc sống. Vào lúc 18 giờ 40 phút hôm qua tại nhà kho sản xuất nhang trầm của bà Huỳnh Thị Trinh, trú xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh xảy ra vụ hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có gió tương đối mạnh, trong khi kho hàng chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy được dùng làm nhang trầm như gỗ trầm, nhang trầm thành phẩm, mảnh gỗ, cây gió bầu, v.v. nên làm ngọn lửa bùng phát bao trùm toàn bộ nhà kho sau đó.
Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cùng các lực lượng của địa phương và người dân đã tiến hành dập lửa, di dời tài sản đến nơi an toàn. Nhà kho bị hỏa hoạn nằm trong hẻm nhỏ, xe chữa cháy không thể tiếp cận gần hiện trường mà phải dừng từ đầu hẻm đã khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Công an huyện Vạn Ninh cho biết, khu vực sản xuất nhang trầm này có tổng diện tích khoảng 400 m², diện tích đám cháy khoảng 250 m², trong đó 200 m² tại 3 kho chứa nguyên liệu làm nhang trầm và 50 m² tại bãi chứa cây gió bầu. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế, vụ cháy không gây thiệt hại về người, đang thực hiện thống kê thiệt hại về tài sản. Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong khi khu vực Trung Bộ thì tiếp tục chịu nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh cũng không ngoại lệ, với mưa rào và dông vào buổi chiều và tối, gây nguy cơ ngập úng ở một số khu vực. Và ngay sau đây sẽ là chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong ngày hôm nay. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh với nhiệt độ từ 23 cho đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, đối với khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ với nhiệt độ đo được trong khoảng từ 24 cho đến 31 độ. Đối với khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, trời có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực các tỉnh thành ven biển từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận với nhiệt độ trong khoảng từ 26 cho đến 35 độ, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Đối với khu vực Tây Nguyên, trời có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 cho đến 29 độ. Còn đối với các tỉnh thành khu vực Nam Bộ, thời tiết ở đây có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.